Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, sáng ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Trong phần khai mạc, đại diện Viện Kiểm sát cho hay liên quan đến 8 bị cáo bị truy nã trong vụ án. Đến nay, chưa có kết quả, chưa ra trình diện. Viện Kiểm sát thấy tòa sơ thẩm đã xét xử, đánh giá hành vi, tuyên bản án theo đúng quy định của pháp luật. Sau đó, các bị cáo có quyền kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Dù 8 bị cáo vắng mặt, tuy nhiên theo bản án sơ thẩm và quy định của luật pháp Việt Nam, xét nguyên tắc có lợi nhất cho các bị cáo, Viện Kiểm sát đề nghị tòa án phúc thẩm dựa trên các căn cứ trên để phán quyết chấp thuận hay không việc kháng cáo thay này. Luật sư Dương Văn Nghị bào chữa cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho hay không có liên lạc gì, cũng không được thân chủ ủy quyền, song luật sư kháng cáo dựa trên quyết định của bản án sơ thẩm, trong đó nêu dành quyền kháng cáo cho các luật sư của những bị cáo vắng mặt. Ghi nhận của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hội ý, hội đồng xét xử cho rằng từ khi chuẩn bị xét xử sơ thẩm, tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện việc tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với các bị cáo bị truy nã theo đúng thủ tục, đồng thời yêu cầu các bị cáo ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng cho đến nay, phiên tòa hôm nay các bị cáo vẫn vắng mặt. Do các bị cáo bỏ trốn và bị truy nã, việc truy nã không có kết quả, nên tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo theo đúng quy định tại điểm A, khoảng 2, điều 290 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án sơ thẩm được niêm yết công khai theo đúng quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Chủ tọa phiên tòa, ông Mai Anh Tài nói, tòa cấp phúc thẩm xét thấy các bị cáo bỏ trốn từ giai đoạn điều tra, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, đến nay chưa có kết quả. Tòa án sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo, thực hiện việc niêm yết bản án để thực hiện quyền kháng cáo của những người vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật. Theo nhận định của hội đồng xét xử, các bị cáo đều không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ luật Tố tụng Hình sự, là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất. Sau khi xét xử sơ thẩm, do các bị cáo vắng mặt nên tòa án cấp sơ thẩm đã niêm yết công khai bản án tại nơi cư trú của các bị cáo theo đúng quy định. Tuy nhiên, hết thời hạn kháng cáo, tòa án cấp sơ thẩm không nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo vắng mặt. Chủ tọa phân tích, theo quy định của pháp luật, trong trường hợp này, kháng cáo phải do các bị cáo tự thực hiện, người bào chữa cũng như thân nhân của các bị cáo không có quyền kháng cáo cho bị cáo. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng cho biết, việc các bị cáo bỏ trốn, bị truy nã, đến nay chưa có kết quả để thực hiện việc các bị cáo bị từ bỏ, đến nay chưa có kết quả đã thể hiện việc các bị cáo tự từ bỏ quyền của bị cáo theo quy định của pháp luật. Từ đó, hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn cứ để chấp nhận việc những người bào chữa có đơn kháng cáo cho các bị cáo đang bỏ trốn. Đối với các bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, cựu giám đốc công ty Thành An Hà Nội, bị phạt 30 năm tù, Ngô Thế Vinh, giám đốc công ty nha khoa Việt Tiên, bị phạt 4 năm tù. Tòa cho hay hai người này có đơn gửi kháng cáo từ Mỹ, song phong bì thư không có xác nhận của cơ quan thẩm quyền, cơ quan lãnh sự hoặc đại diện ngoại giao. Hai người này cũng chưa từng trình diện cơ quan pháp luật, chưa có chứng minh đã nhập cảnh về Việt Nam, do đó không có căn cứ xem xét đơn kháng cáo. Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai là dự án nhóm A được phê duyệt chủ trương đầu tư, có tổng mức đầu tư 889 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh Đồng Nai và nguồn vốn xã hội, thông tin Vietnamnet. Theo hồ sơ vụ án, do có quen biết với cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ Trần Đình Thành cùng các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đề nghị tạo điều kiện để công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai. Sau đó, qua 5 lần thay đổi, tỉnh Đồng Nai thay đổi tổng mức vốn đầu tư lên hơn 2.000 tỷ đồng. Năm 2013, sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thiết bị y tế và kế hoạch đấu thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá từ 1,3 đến 2 lần so với giá đầu vào. Sau đó, công ty AIC điều chỉnh giá các thông tin trên báo cáo tài chính giai đoạn 2010-2013, tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, tăng vốn chủ sở hữu so với báo cáo tài chính thực tế để đưa vào hồ sơ dự thầu.
mục đích đảm bảo cho AIC đủ năng lực tham gia đấu thầu theo quy định. Cùng với đó, bị cáo Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới mua hồ sơ mời thầu lẫn hồ sơ dự thầu cho công ty Quân Đỏ và Quân Xanh, nhờ nhân viên các công ty nộp hồ sơ cho đủ số lượng theo quy định. Dự án hoàn thành vào ngày 30 tháng 1 năm 2018. Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo tham gia đấu thầu và trúng thầu 16 gói thầu. Quá trình kết luận định giá 16 gói thầu, đối chiếu có sự chênh lệch, nâng khống gây thiệt hại tổng cộng 152 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, để tạo được điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại dự án Bệnh viện Đồng Nai, Chủ tịch AIC đã chi tiền hối lộ cho Trần Đình Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ, tổng số 43,8 tỷ đồng. Cụ thể, bị cáo Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới nhiều lần đưa hối lộ cho Thành 14,5 tỷ đồng, Thái 14,5 tỷ đồng và Vũ 14,8 tỷ đồng. Trước đó, thông tin từ báo Người Lao Động, sáng ngày 4 tháng 1 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Trong vụ án đặc biệt này, có 8 bị cáo đang bỏ trốn. Bà Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC, được xác định là chủ mưu gây thiệt hại 152 tỷ đồng trong dự án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị tuyên án 30 năm tù. Đây là mức án tù có thời hạn cao nhất theo quy định. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị phạt 14 năm tù về tội đưa hối lộ, 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Nhàn hiện đang bỏ trốn. Luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết, hiện nay gia đình của Chủ tịch AIC cũng không biết bị cáo này ở đâu. Cùng đang bỏ trốn, Phó Tổng Giám đốc AIC Trần Mạnh Hà lĩnh tổng mức án 25 năm tù, trong đó 12 năm tù về tội đưa hối lộ và 13 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng công ty AIC, 6 năm tù. Bị cáo Ngô Thế Vinh, giám đốc công ty Nha khoa Việt Tiên, 4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, cựu giám đốc công ty Thành An, Hà Nội, 30 tháng tù. Bị cáo Đỗ Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cát Vân Sa, 5 năm tù. Trong số này, bị cáo Thuyết và bị cáo Hạnh đã có tâm thư bày tỏ lý do không thể tham gia phiên tòa và sẵn sàng chấp hành bản án. Trước đó, các luật sư bào chữa cho bị cáo bỏ trốn đề nghị hoãn phiên tòa để đợi đến khi bị cáo có mặt tại tòa. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng đề nghị này là không có căn cứ, vì tại thời điểm khởi tố, các bị cáo không có mặt tại nơi cư trú, nơi làm việc. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các bị cáo ra đầu thú, niêm yết công khai trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Tuy nhiên, các bị cáo đã không ra trình diện. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, lĩnh 12 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Về phía tỉnh Đồng Nai, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, 11 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, 9 năm tù về tội nhận hối lộ và 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù. Cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Bồ Ngọc Thu, 3 năm 6 tháng tù. Về số tiền thiệt hại hơn 152 tỷ đồng, các bị cáo đã nộp khắc phục 3,1 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định còn khoảng 148 tỷ là số tiền các bị cáo Nhàn, Hà, Nga và công ty AIC phải liên đới bồi thường. Về số tiền hưởng lợi bất chính do nhận hối lộ, hội đồng xét xử xác định bị cáo Trần Đình Thành phải nộp 14,5 tỷ đồng, bị cáo Đinh Quốc Thái 14,5 tỷ đồng, bị cáo Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỷ đồng, bị cáo Bồ Ngọc Thu 1 tỷ đồng. Số tiền này các bị cáo đã nộp đầy đủ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.